Xin chào mọi người. Đêm này là cái đêm thứ 3 ở Indo. Thì mình đang đi giữa một cái ruộng như vậy. Ok. Bên mình book một cái villa giữa một cái ruộng. Gọi là cái ruộng gì đây nè? Cái ruộng trồng gì đó. Trồng lúa. Rồi cái ngày mai sáng sớm mới thấy được. Thì ngay bây giờ là mình đang đi bộ tới cái villa. Nó có những cái đèn dẫn cái đường. Ok, một cái đường một chút xíu thôi. Và cái thấy cái đường nó nhỏ như vậy nè. Đó. Ok. Và chuẩn bị giờ mình vô trong đó thì rõ ràng mình cũng đã biết là hôm nay là mình có đẩy ra là mình sẽ đẩy tín hiệu của BTC. Mình sẽ đẩy cái tín hiệu của Solana. Và như là mình sẽ đẩy tín hiệu của Pepe ra cho anh em. Ok, thì tối nay là mình có thể là làm việc nha, nhiều hơn trong những cái ngày vừa rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy đây? Ngày thứ tư gì đó ở cái nước Indo này. Và nó có rất là nhiều sự trải nghiệm rồi, ok, rất là tuyệt vời. Thì chút nữa là mình sẽ dùng máy móc để quay lại những cái trải nghiệm tuyệt vời, gọi là chia sẻ cái con người của họ như thế nào, vân vân. Và trước khi mình làm những cái vấn đề đó thì rõ ràng mình phải đẩy những cái tín hiệu ra cho anh em đã. Ok. Thì chút nữa chuẩn bị tới đây là mình sẽ vô cái phòng của mình. Nó cực kỳ đẹp, nghe đẹp theo cái phong cách của họ. Ok, thì chút nữa cái gì thì mình sẽ làm video sau. Xin chào mọi người.